chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin cử tri Gia Lai hài lòng với phần chất vấn của đại biểu Quốc hội Cơ So Hà Bơ Khắp. Vài ngày trở lại đây thì những chất vấn thẳng thắn của đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Cơ So Hà Bơ Khắp tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận xã hội. Riêng tại Gia Lai thì nhiều cử tri đã đánh giá các ý kiến của nữ đại biểu này là khá xác đáng, thể hiện được trách nhiệm trước cử tri của tỉnh nhà. Đồng chí Cơ So Hà Bơ Khắp sinh năm 1982 là đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Đồng chí hiện là ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và đang giữ chức vụ trưởng công an thị xã Arunpa. Trong nhiệm kỳ đại biểu Quốc hội đầu tiên của mình, đồng chí đã có nhiều ý kiến đóng góp chất lượng tại nghị trường. Trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa 14 diễn ra vào các ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 11, đại biểu Cơ So Hà Bơ Khắp đã chất vấn thẳng thắn với Bộ trưởng của các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Tài nguyên và Môi trường về một số vấn đề như số liệu về tăng diện tích rừng tự nhiên, cách xử lý các tấm pin năng lượng mặt trời sau khi các dự án hết thời hạn, mối liên quan giữa rừng bị tàn phá vì các dự án thủy điện nhỏ và hiện tượng bão lũ sạt lở xảy ra ở miền Trung trong thời gian qua và câu chuyện trách nhiệm của người đứng đầu. Đại biểu Hà Bơ Khắp cũng không ngại phản biện truy vấn khi giải trình của các vị bộ trưởng không đủ sức thuyết phục. Những câu tranh luận của nữ đại biểu như nghe bộ trưởng nói rất vô lý và có gì đó sai sai, sau này pin năng lượng sẽ xử lý vào đâu, đưa lên mặt trăng hay dùng để nướng bò một nắng. Tôi rất chăm chú lắng nghe và cố gắng thấu hiểu, còn bộ trưởng có nghe nhưng mà không hiểu tôi nói gì. Câu hỏi của tôi bộ trưởng vẫn chưa trả lời, liên tục làm nóng nghị trường của Quốc hội và được dư luận đặc biệt quan tâm, chia sẻ mạnh mẽ ở trên mạng xã hội. Dù đã nghỉ hưu nhưng ông Đinh Kèo, nguyên trưởng ban dân vận huyện ủy Công Trò vẫn cho quan tâm đến kỳ họp Quốc hội. Trước những ý kiến chất vấn của đại biểu Cơ So Hà Bơ Khắp tại kỳ họp thứ 10 thì ông Đinh Kèo đã tỏ ra khá hài lòng. Ông chia sẻ, tôi không có thời gian để theo dõi đầy đủ diễn biến của từng phiên họp trên TV. Thế nhưng, qua thông tin từ báo chí và dư luận, tôi cũng đã nắm được một số nội dung cốt lõi. Các ý kiến của đại biểu Cơ So Hà Bơ Khắp đều đi thẳng vào những vấn đề mà cử tri cả nước nói chung, Gia Lai nói riêng đang chăn trở khi mà rừng ngày càng bị xâm hại, chất lượng rừng ngày một giảm và tác động của hậu thủy điện. Đại biểu này đã thể hiện được trách nhiệm của mình khi đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đồng quan điểm thì ông Nguyễn Văn Đam, tổ dân phố 10, thị xã Phú Túc, huyện Krông Ba nhìn nhận, có thể nói rằng đại biểu Cơ So Hà Bơ Khắp của Gia Lai cũng đã rất dũng cảm khi thẳng thắn tranh luận, đôi khi còn có phần gay gắt với các vị bộ trưởng tại nghị trường Quốc hội. Tôi thấy không chỉ cử tri Gia Lai mà gần như người dân cả nước cũng tương đối đồng tình trước những ý kiến phát biểu của vị đại biểu này với nhiều bình luận, nhận xét có cánh. Tất nhiên thì những lý giải sau đó của từng bộ trưởng cũng có phần hợp lý, nhưng cũng phải thừa nhận rằng chất vấn ban đầu của đại biểu Cơ So Hà Bơ Khắp liên quan đến chất lượng rừng, giảm diện tích rừng tự nhiên vì các dự án là hoàn toàn có cơ sở. Riêng về phần phát triển, các dự án năng lượng mặt trời, Krông Ba đã được xem là thủ phủ với số lượng doanh nghiệp, người dân lắp đặt ngày càng tăng. Tôi đang có ý định sẽ lắp đặt điện mặt trời mái nhà cho trang trại trồng trọt và chăn nuôi của gia đình, nhưng vẫn chưa triển khai vì khi tìm hiểu, tham khảo, tôi thấy có nhiều bất cập. Bản thân tôi cũng chưa hiểu rõ được mức độ tuổi thọ của công trình như thế nào, khi thiên tai như mưa đá, lốc xoáy sẽ ảnh hưởng làm sao, và cả vấn đề xử lý pin tồn đọng sau khi để bảo vệ môi trường sau này, ông Đam băn khoăn. Cán bộ và nhân dân của thị xã Arunpa cũng đặt nhiều tin tưởng và kỳ vọng vào nữ trưởng công an xã với vai trò là đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10. Vì thế mà nhiều người rất phấn khởi trước quan điểm và cách nhìn nhận trực diện của đồng chí Cơ So Hà Bơ Khắp đối với những vấn đề nóng hiện nay. Chăn trở của đại biểu Cơ So Hà Bơ Khắp cũng chính là chăn trở của bà con nhân dân địa phương, nhất là về phương án xử lý các tấm pin năng lượng mặt trời sau khi hết thời hạn sử dụng. Mặc dù không thể phủ nhận, trong thời gian qua, dự án điện mặt trời đã đem lại nhiều lợi ích về kinh tế cho nhân dân Arunpa nói riêng và vùng Đông Nam tỉnh nói chung.
Song việc xử lý sau khi hết thời hạn sử dụng vào 20 năm sau thì Quốc hội và Bộ Công Thương cũng cần tính toán. Trên địa bàn có khoảng 4 doanh nghiệp và 6 hộ dân đang lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái và nhiều hộ khác đang có ý định thực hiện. Tuy nhiên thì việc xử lý các tấm pin năng lượng mặt trời hết hạn sử dụng sao cho tránh ô nhiễm môi trường thì thật sự người dân vẫn chưa biết rõ. Ông Lê Ngọc Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Rơ Tô, thị xã Aronva cho hay. Ngoài đồng tình với các đại biểu Cơ So Hờ Bơ Khắp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Rơ Tô còn mong muốn Quốc hội có thể xem xét đưa ra những cơ chế chính sách thu hút đầu tư không chỉ ở khu vực thuận lợi mà cả những vùng khó khăn của Tây Nguyên. Từ đó tạo điều kiện để người dân địa phương, nhất là bà con dân tộc thiểu số, có cơ hội chuyển đổi ngành nghề lao động, ổn định cuộc sống hơn thay vì bám mặt vào nương rẫy thu nhập vô cùng bấp bênh. Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã cho biết, tổng diện tích rừng của Việt Nam hiện nay là 14,6 triệu hecta, trong đó rừng tự nhiên là 10,3 triệu hecta. Như vậy, so với 30 năm trước, lúc đó chúng ta chỉ có 9 triệu hecta rừng, thì đương nhiên diện tích rừng tự nhiên tăng lên 1,3 triệu hecta, Bộ trưởng Cường nói. Tuy nhiên, thì Bộ trưởng Cường đã khẳng định chất lượng rừng tự nhiên của chúng ta chưa được tốt. Theo đó, thì trong số tổng 10,3 triệu hecta rừng tự nhiên, chỉ có 15% là rừng giàu về trữ lượng, còn 50% là rừng trung bình, 35% là rừng nghèo. Đây là một thực tế mà chúng ta phải có trách nhiệm, Bộ trưởng Cường nói và cho biết, tới đây cũng phải thay đổi bằng kết cấu cây rừng lâu năm, cơ cấu hài hòa đặc biệt giữa những nhóm cây bản địa. Tranh luận lại thì Cơ So Phước Hà đã nhận định, việc tăng diện tích từ 9 lên 14,6 triệu là con số phấn khởi. Tuy nhiên, đại biểu cảm thấy con số Bộ trưởng Cường đưa ra rất vô lý và có gì đó sai sai, bởi theo đại biểu biết, ít nhất trong nhiệm kỳ này, mỗi nhiệm kỳ chúng ta đều nghe các dự án, công trình chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, tức là chuyển đổi rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên. Làm gì có chuyện con số 14 triệu đấy mà rừng tự nhiên lại có thể tăng lên được, và cây cao su, cây cà phê, tiêu cũng được tính vào tỷ lệ che phủ rừng. Vậy tỷ lệ che phủ rừng là gì? Rừng là nơi chứa CO2 để thải ra O2, nhưng cây cao su là loại cây hít hút O2 và thải ra CO2, không có một con gì sống ở đó được. Nữ đại biểu đã đề nghị Bộ trưởng nghiên cứu lại xem là các dự án này đều phải điều chỉnh như thế nào đối với cây gỗ rừng tự nhiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.